bạn là Yêu Cầu Ngọc là Giác Hơi. Rồi tại sao là lâu quá không thấy Ngọc Giác Hơi, nhưng mà là do Ngọc đi làm nhiều quá, Ngọc không có thời gian để làm những cái clip Giác Hơi cho cả nhà. Thì hôm nay là để đáp ứng lại cái tình yêu của các bạn, những cái fan mà hâm mộ Ngọc là đã đồng hành với Ngọc trong thời gian qua đó, là hôm nay Ngọc sẽ làm một cái clip Giác Hơi. Nhưng mà bây giờ là đang trên đường Ngọc đi công việc, giờ là Ngọc đem ống giác theo trên xe taxi luôn rồi nè. Bây giờ Ngọc tranh thủ cái giờ nghỉ trưa này để là Ngọc làm một cái clip Giác Hơi để đáp ứng lại yêu cầu của tất cả mọi người nha. Bây giờ ở đây ở giữa đường thì giác nó cũng hơi kỳ kỳ, thì bây giờ là Ngọc qua bên đó, Ngọc ngồi trên cái băng đá là để cho anh Khome, là để cho bạn đang Nguyễn là Giác Hơi cho Ngọc nha. Bây giờ xin mời các bạn theo dõi clip Giác Hơi thì cũng Ngọc nha. Mời.
giờ Ngọc cảm giác là hơi đau đau rồi đó cả nhà. Bây giờ gỡ ra nha. Ngọc nhìn không thấy nhưng mà Ngọc biết chắc là nó có gió là đỏ lắm rồi đó. Thôi gỡ đi bạn ơi. Ok. Rồi bây giờ mình gỡ ra cái này rồi mình làm lại cái nữa nha cả nhà. Mình giác lại một lần nữa nha. Trời ơi nè, quá trời. Tiếp tục giác lại một lần thứ hai nha cả nhà. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Bye bye, chào tạm biệt.